Chúng ta cùng đến với nhà thi đấu huyện Thanh Oai để theo dõi trận đấu đôi nam đôi nữ 31-40 Linh Ngọc Trích Cần và một cặp đôi tự do. Cho Linh Ngọc 1-0. Cặp đôi Linh Ngọc là một cặp đôi ứng cử viên cho chức vô địch. Chém cầu không qua lưới, điểm 2-0 cho Linh Ngọc. Phòng rất mạnh đến từ Ngọc. Ba không. Đập cầu không qua lưới. Điểm 1-3. Cầu trong sân. Hai quả đập cầu không qua lưới đến từ tay vợt Ngọc. Điểm 2-4. Điểm 6-2. Liên tục là những pha ghi điểm đến từ cặp đôi Linh Ngọc. Hiện nay còn có một số cổ động viên vận động viên đang ngồi ở ghế trọng tài. Chúng tôi yêu cầu các vận động viên không ngồi ở ghế trọng tài. Điểm cho cặp đôi tự do 3-7. Cầu ngoài. Cầu ra ngoài. Điểm 10-4. Có
nữ 31-40. Có khoảng 15 cặp. Điểm đang là 11-4. Một pha đập cầu mạnh đến từ tay vợt Ngọc. 12-4. Tỷ số áp đặt. 13-4. Trận đấu này chắc sẽ nhanh. Đánh cầu ra ngoài. 14-4. Cầu tiếp tục ngoài, hai đội đổi sân. Cầu ngoài, điểm đầu tiên của set đấu thứ hai. Một đều. Bẻ cầu, tạt cầu dọc dây đến từ tay vợt Linh rất hay. Hai đều. Ba hai. Và cầu ghi điểm dễ dàng đến từ tay vợt Linh. Cầu tốt. Điểm 3-4. Cầu ra ngoài. Điểm cho cặp đôi tự do 5-6. Một pha đánh cầu không qua lưới từ tay vợt Linh. Điểm 6 đều.
7, 6. Trọng tài xác định cầu ngoài sân. Tốt. Pha bỏ nhỏ rất sát lưới. 8-6. Tốt. 9-6. Đánh cầu vào không qua lưới. Điểm cho cặp đôi tự do 7-9. Và chém cầu rất hay. Điểm cho Chicken 10-7. Phát cầu dài. Điểm 80. Không qua lưới. Điểm 9-10. Tốt. 11-10. À 11-9. Mười hai chín. Cầu ra ngoài. 13-9 cho Linh Ngọc. Tốt. 14-9. Điểm số quyết định. Xét đấu thứ hai. Chín 2-0 về C trước cặp đôi tự do. Linh Ngọc đã giành chiến thắng lợi. Xin gặp lại quý vị các bạn video tiếp theo.